quán quân Rap Việt mùa 3, người miền núi chất Rapper 2T. Sau hơn 3 tháng phát sóng, Rap Việt mùa 3 2023 vừa khép lại với buổi biểu diễn chung kết trao giải tối ngày 9 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh. Và Rapper 2T, thành viên đội Big Daddy đã giành ngôi vị cao nhất. Như đêm chung kết hai mùa Rap Việt trước, phần một của chương trình là những màn biểu diễn kết hợp giữa những thí sinh vào chung kết và huấn luyện viên, giám khảo để tiếp tục thu hút sự bình chọn cho mình trước khi cổng bình chọn đóng lại. Tay, trái và huấn luyện viên Bigadi trong tiết mục miễn chê viết cho Rap Việt. Tay là thí sinh từng chỉ nhận được một chọn ở vòng chinh phục. Đến vòng chung kết, tài năng của Tay qua sự nhào nặn từ huấn luyện viên Bigadi là điều không thể chối cãi. Hai thầy trò mang đến màn kết hợp tươi vui và đầy năng lượng, miễn chê. Màn trình diễn hơn cả hợp của Rider, trái và huấn luyện viên Ender Raihen. Rider là nhân tố mạnh của team huấn luyện viên Ender Raihen, được đánh giá rất cao về khả năng trình diễn cũng như là không ngừng tiến bộ sau mỗi vòng thi. Sử dụng tên đội đặt tên cho bài hát, Da Mani Team, ánh đèn sân khấu 2, thể hiện được cá tính âm nhạc của hai thầy trò và được huấn luyện viên BJ nhận xét. Đây là màn trình diễn over hợp. Tiết mục của huấn luyện viên BJ, tóc bạch kim, 24K. Rai, áo xám, Huỳnh Công Hiếu, áo trắng, chứng minh năng lực đào tạo thí sinh không phải dạng vừa của huấn luyện viên trẻ tuổi này tại Rap Việt mùa 3. Thầy trò BJ kết hợp cùng ca sĩ Đạt Dê và sự hỗ trợ từ những người anh em cùng team đem đến màn trình diễn rất cháy. Bản rap người được chọn khiến người nghe phải để tâm từng lời rap, như những lời tâm sự của cả BJ, 24K, Rai, Huỳnh Công Hiếu. Đúng như lời Trấn Thành nói, tiết mục của đội BJ tràn đầy sức trẻ, các nguồn năng lượng đều là những chất nổ và khi đặt họ cạnh nhau đã tạo nên sự thăng hoa. Bất chấp chấn thương dây chằng, Kadrick quẩy hết mình cùng SMO. Từng chia sẻ muốn dùng nón vàng của mình cứu SMO để tạo nên màn trình diễn năng lượng vào đêm chung kết. Giám khảo Kadrick chứng minh được tầm nhìn của mình, tạo nên tiết mục kết hợp ấn tượng, vải thiêu, khiến ai nấy đều phải đứng lên hò hét và nhún nhảy theo. Suboy và Pháp Kiều thần hồn cùng như hình với bóng. Suboy là giám khảo nữ duy nhất tại Rap Việt mùa 3, được xem như tượng đài trong làng rap nữ, và Pháp Kiều với thần thái cuốn hút luôn đem đến những phần trình diễn khó lẫn với ai. Cả hai mang đến tiết mục như hình với bóng như thông điệp họ muốn truyền tải, dù thuộc giới tính nào thì chúng ta vẫn có quyền được xinh đẹp và tỏa sáng. Huấn luyện viên Thái VG, trang phục trắng, cho biết đây là lần đầu tiên cô con gái của anh xem anh diễn, anh không hay đưa con đến những nơi anh biểu diễn tại Mỹ vì bên ấy mọi thứ hơi khác biệt. Theo anh, Việt Nam là một nơi rất đẹp, rất nhiều điều tích cực và tình thương nên anh đã mang cả gia đình mình về đây, dịp này. Sự kết hợp của huấn luyện viên Thái VG và hai thí sinh đội mình là Lil Grazer và Mikelodic là một trong những tiết mục được mong chờ nhất trong đêm chung kết 2 của Rap Việt mùa 3. Đúng như tên bài Rap Việt Nam muôn đời, phần trình diễn của đội Thái VG thể hiện được niềm tự hào là người con đất Việt. Tự hào mang trong mình dòng máu Việt Nam. Cũng cần nói thêm, vì xa Việt Nam khá lâu, Thái VG từng ngượng ngùng vì không rành trong giao tiếp tiếng Việt ở chương trình. Sau quá trình không ngừng cố gắng học thêm tiếng Việt để có thể trò chuyện với thí sinh của mình nhiều hơn, nay huấn luyện viên Thái VG chọn kết hợp rap song ngữ ở tiết mục Việt Nam muôn đời này. Versace chơi chữ cực bắt tay cùng người miền núi chất, Rapper 2T khuấy đảo sân khấu Rap Việt. Từng được Versace trao chiếc nón vàng để quay trở lại chương trình, những gì Rapper 2T thể hiện ở các vòng thi đã chứng minh được năng lực của mình và sự lựa chọn của giám khảo Versace là hoàn toàn đúng đắn. Màn kết hợp Tay Lai PR0 của Versace và Rapper 2T đã ghi điểm bằng tiếng reo hò của khán giả cùng với sự ủng hộ nhiệt tình trong từ các vị còn lại trong bộ bảy quyền lực. Người miền núi chất và chiến thắng xứng đáng. Với chất nhạc bắt tay cùng câu chuyện cá nhân truyền cảm hứng khi là người miền núi chất ra phố thi Rap Việt, nên dù mùa 3 chưa khép lại, Rapper 2T, Bùi Xuân Trường, 27 tuổi, đến từ Tuyên Quang, đã là thí sinh đắt sâu nhất Rap Việt, như MC Trấn Thành cho biết. Vì vậy, việc anh trở thành quán quân chương trình cũng không ngoài dự đoán lẫn kỳ vọng của khán giả. Khoảnh khắc chạm đến vinh quang của người miền núi chất Rapper 2T. Thời gian diễn ra cuộc thi Rapper 2T gắn liền với thương hiệu về một người miền núi chất phủ sóng rộng khắp mạng xã hội, đặc biệt cùng từ khóa tà lôi, từ cảm thán, nghĩa là trời ơi, được anh sử dụng đặt tên bài rap của mình,
trở thành bản hit và dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc. Đó chính là thành công mà không phải thí sinh rap Việt nào cũng làm được. Dapper 2T từng chia sẻ, từ lúc nhận thông tin đậu vòng các tin rap Việt mùa 3 cũng là lúc kéo theo chuỗi những lần đầu tiên của anh, lần đầu tiên đi máy bay, lần đầu tiên vào thành phố Hồ Chí Minh, lần đầu tiên tham gia chương trình lớn và gặp gỡ những nghệ sĩ nhạc rap mà trước giờ anh chỉ thấy trên TV. Á quân rap Việt mùa 3 thuộc về 24K, Rai, đội B Ray, Trái, và giải 3 là rapper nữ duy nhất vòng chung kết Lil Gracer, đội Thái VG. Trước đó, để chuẩn bị đi thi, anh đã đóng cửa tiệm tóc của mình và gần như không có nguồn thu nhập nào. Lúc đi thi mình phải vay tiền bạn mình, xin tiền mẹ mình. Dù vậy, theo anh chàng người dân tộc Tày này, những ngày sống trong ngôi nhà chung của rap Việt rất vui, mở mắt ra là thấy, nghe âm nhạc, sống cùng âm nhạc. Đây thực sự là giấc mơ đẹp mà mình không muốn tỉnh nhưng phải dậy một tí để đi thi. Dapper 2T mong muốn thông qua rap sẽ đem được những bản sắc thanh âm của người miền núi đến gần hơn với mọi người. Để kết nối khoảng cách miền núi, đồng bằng lại gần nhau hơn, để mọi người có thể hiểu nhiều hơn phong tục tập quán cũng như cuộc sống của người miền núi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.